Thưa quý vị, trước những phản ánh của chính người dân gửi về cho ban biên tập kênh VTC9 về thực trạng tại bến phà bến thủy nội địa thuộc Thọ An, thuộc xã Thọ An, huyện An Phượng và bến phà Chu Phan, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội trong thời gian qua còn lơ là về việc người dân và hành khách khi đi qua sông không mặc áo phao hay là cầm những dụng cụ khiến cho việc mất an toàn giao thông. Và ngay sau khi phản ánh thì Thanh tra Giao thông Vận tải Đường thủy thuộc địa Hà Nội cũng đã tiến hành những kiểm tra và xử lý chấn chỉnh thực trạng trên. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của nhóm phóng viên kênh truyền hình VTC9. Đây là những hình ảnh mà bản tin hotline kênh VTC9 phản ánh thực trạng người dân hành khách qua bến phà Thọ An, Đan Phượng, phà Chu Phan, Mê Linh, thành phố Hà Nội vào ngày 14 tháng 1 năm 2023. Mất an toàn giao thông khi hàng chục người trên phà không hề mặc áo phao. Ngày 1 tháng 2, lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải Đường thủy Nội địa thành phố Hà Nội đã kiểm tra bến thủy nội địa trên. Sự xuất hiện của lực lượng chức năng, nhân viên bến phà đã yêu cầu 100% người dân qua phà chấp hành mặc áo phao theo quy định. Khi được hỏi nguyên nhân vì sao trước đó để xảy ra sự việc mất an toàn, đại diện hai bến phà cho biết do nhân viên lơ là và sẽ chấn chỉnh. Có những lúc là anh em nhân viên là có cái sơ suất, cho nên là cũng cái việc này thì chúng tôi cũng nhận thấy đây là một cái thiếu sót, thì cũng được các anh thường xuyên thanh tra giao thông của sở, thế rồi thanh tra giao thông của huyện cũng thường xuyên đến kiểm tra và nhắc nhở. Nhưng mà có những lúc là sơ suất, cho nên cái việc này thì chủ bến chúng tôi xin sẽ nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm, và cũng có các cái hình thức là kiểm điểm và cũng thay thế nhân viên không chấp hành cái việc là hướng dẫn cho khách hàng xe nên xuống và mặc áo phao đầy đủ. Một số người chủ quan nhưng mà chúng tôi vẫn kiên quyết, nếu lần sau mà không hành khách nào mặc thì chúng tôi không cho lên phà. Chúng tôi sẽ khắc phục những cái vấn đề thiếu sót, chúng tôi xin rút kinh nghiệm các cơ quan chức năng như thanh tra thủy nội địa hàng thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở chúng tôi, và chúng tôi vẫn ký cam kết đầy đủ. Điều đáng nói, vừa qua Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đường thủy Nội địa thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch 2868 yêu cầu 100% các bến thủy nội địa chở khách ngang sông ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật cũng như chấp hành đúng quy định theo giấy phép kinh doanh của Sở Giao thông Vận tải cấp. Bến phà Thọ An cũng mới bị xử phạt vi phạm chở quá số người theo quy định, việc nhân viên lơ là, sao nhãng việc nhắc nhở hành khách chấp hành mặc áo phao, cầm dụng cụ nổi khi trên phà qua sông. Lực lượng chức năng cho biết bến thủy nào vi phạm quy định bị xử lý nhắc nhở nhiều lần sẽ đề xuất đình chỉ hoạt động. Đối với cái bến Thọ An, chúng tôi đã thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở và đã một lần xử lý phạt về cái việc không chấp hành theo đúng quy định là chở quá số người quy định. Trong thời gian tới, lực lượng Thanh tra Giao thông Đường thủy Nội địa tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các cái hoạt động của các cái bến khách ngang sông và kể cả bến khách Thọ An. Nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý cương quyết theo quy định. Đối với các cái bến khách chở khách ngang sông mà vi phạm nhiều lần, đội Thanh tra Giao thông Đường thủy Nội địa sẽ kiến nghị với lại Chánh Thanh tra Sở để Chánh Thanh tra Sở kiến nghị với Giám đốc Sở đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép kinh doanh. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có 24 bến thủy được cấp phép hoạt động vận chuyển hành khách, chủ yếu trên sông Hồng và khu vực Chùa Hương, Mỹ Đức, các trung tâm vui chơi giải trí. Một số bến thủy nội địa mặc dù đã bị xử lý, nhưng nhiều trường hợp chủ bến phà vẫn lơ là cho khách qua sông khi chưa mặc áo phao hay cầm dụng cụ nổi khi vắng lực lượng chức năng. Để thực hiện triệt để đảm bảo an toàn tại các bến thủy nội địa, cần kiểm tra thường xuyên từ lực lượng chức năng. Chủ bến nghiêm túc thực hiện nội quy quy định, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho cả hành khách lẫn người lao động tại các bến thủy nội địa để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng liên quan đến câu chuyện về giao thông, mới đây Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến Sở Kế hoạch Đầu tư về việc đề xuất đầu tư 6 dự án thuộc các công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ, bao gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng BOT của Sở Giao thông Vận tải với tổng mức đầu tư cho 6 dự án BOT lên đến gần 100.000 tỷ đồng. Các dự án bao gồm cải tạo nâng cấp quốc lộ 22 quy mô đầu tư cải tạo nâng cấp với chiều dài 9,1 km, rộng 39,5 km, xây dựng hai cầu vượt dự kiến đầu tư dự án 1.200 tỷ,
mở rộng quốc lộ 13 đoạn nội thành ra Bình Dương chiều dài 5,8 km, lộ giới theo quy hoạch từ 40 đến 60 m, dự kiến đầu tư hơn 12.000 tỷ. Ngoài ra còn có dự án xây dựng hoàn chỉnh kéo dài trục Đông Tây về phía Nam, nối ra đường Vành Đai 3, dự án trục đường Bắc Nam, đường Âu Cơ, khu công nghiệp Hiệp Phước, cuối cùng là đường động lực, đường song song, quốc lộ 50.